Em xin chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay thì em sẽ đi lại phường 15 quận Tân Bình anh chị ơi. Phường 15 quận Tân Bình bao gồm các con đường như là vị trí em đang đứng đây chính là đường Quang Trung và đường Tân Sơn anh chị. Rồi Phạm Văn Bạch, Phan Hữu Ích, Nguyễn Sĩ Sách và một số con đường khác thì em đi nhiều lắm nhưng mà em quên tên đường rồi. Với lại em đi qua em không để ý là ở đây có cái chợ gì và chợ tên gì cả anh chị. Và hôm nay em sẽ đi ngẫu nhiên qua các con đường và em mời anh chị cùng ôn lại những con đường và những ngôi chợ ở phường 15 quận Tân Bình nha anh chị. Và trước mặt chúng ta đây đó chính là ngã ba của con đường Tân Sơn và con đường Quang Trung. Ok, và bây giờ thì em mời anh chị cùng đi trên con đường Tân Sơn nha anh chị ơi. Thì bên phía tay trái đó chính là công ty Mercedes. Bên phía tay phải là một cái trường mầm non nè anh chị. Sáng nay Sài Gòn lúc thì râm, lúc thì nắng nha anh chị. Cho nên chất lượng hình ảnh nhiều lúc sẽ không như chúng ta mong đợi đâu anh chị. Với lại là chất lượng hình ảnh của em nhìn chung cũng hơi kém đó anh chị à. Thì em mong anh chị thông cảm nha. Đây là ngã ba của con đường Phạm Văn Bạch và con đường Tân Sơn nè anh chị. Ok, em sẽ đi vào con đường này để chúng ta có thể vào được một ngôi chợ ở đây nha anh chị. Do thì em đang sử dụng là những cái máy quay mà giờ này cũng không ai dùng tới nữa anh chị. Cho nên là có nhiều bạn cùng làm với em và nói thôi không mua được máy quay xịn hơn thì nghỉ đi. Chứ nếu quay giờ thì đâu ai xem đâu. Thì cũng có vài người bạn góp ý em như vậy. Không biết thì theo anh chị chất lượng hình ảnh như thế này thì đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu xem của anh chị rồi anh chị ơi. Anh chị comment cho em biết thử nha. Với chất lượng hình ảnh mà anh chị đang xem đó thì ví dụ trời nắng thì em nói mà hôm nay là trời lim dim nè, trời rất là mát anh chị, rất là mát như thế này thì chất lượng hình ảnh hơi mờ, lúc trời nắng thì nó sẽ khác. Nhìn chung thì sau khi xem xong video này anh chị cho em xin một dòng comment thử xem chất lượng hình ảnh của cái camera như thế này thì đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu của anh chị rồi nha. Ví dụ anh chị mong muốn 10 mà nó chỉ được có 5 thôi, nó được có 4 thôi, hay là nó được 6, được 7 nha anh chị. Ok, cái đoạn này thì có rất nhiều quán cà phê anh chị ơi. Có rất nhiều quán cà phê nè, quán ăn nè anh chị. Ban ngày thì họ tận dụng làm quán ăn sáng, ăn trưa. Còn ban đêm thì họ tận dụng làm quán nhậu anh chị ơi. Ở đây cũng được đó, có hai hàng cây cũng là khá là cao rồi anh chị. Ít nhiều thì nó cũng mang cho bóng mát vào cho cái nhà mà nó mọc, cho cái nhà đối diện ha, cái nhà đang mọc, đang trồng nó. Ok. Đó thì em đi qua con đường này em là cảm thấy khói cái hàng cây xanh này rồi đó anh chị. Gần như ít nhất một cây thì nó còn che bóng mát được một nhà đến hai nhà ở con đường này anh chị ha. Cái đoạn này bắt đầu là cái chợ đó anh chị, ở đây bắt đầu họ bán áo quần nè, bán tạp hóa nè, bán điện nước nè.
nói chung thì con đường này họ bán quán nhậu, quán ăn cho người bản địa, cho nên thì bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thì cũng phần nào anh chị. Chứ giờ mình ra quận nhất thì phần lớn họ bán cho người nước ngoài, khách du lịch, mà khách du lịch giờ đâu có về Việt Nam đâu, cho nên nhiều lúc thì tiền mặt bằng quá cao, doanh thu quá thấp, cho nên là chúng ta thấy tình trạng đóng cửa. Chứ còn ở trên con đường này thì phần lớn họ bán cho người dân xung quanh đây thôi, cho nên là nguồn thu nó có giảm chút ít đi, nhưng mà cũng vẫn còn, họ vẫn còn tồn tại và phát triển chậm hơn xíu thôi. Đoạn này thì mình đã vào chợ rồi anh chị nè, để em hỏi coi cái chợ, chợ tên gì nha. Chứ em đi qua hoài cái chợ này mà không biết là chợ tên gì luôn. Để em hỏi anh bán cái này. Ủa anh ơi, chợ chợ tên gì nè? Chợ chợ tên gì anh? Chợ này chợ Phan Văn Bạch. À chợ Phan Văn Bạch. Được Tân Sơn mà Phan Văn Đường Phan Văn Bạch. À rồi, cảm ơn anh, chợ Phan Văn Bạch giờ. Ở đây là chợ Phan Văn Bạch luôn chị nha, chợ Phạm Văn Bạch. Chợ Phạm Văn Bạch anh chị ạ. Rồi em sẽ cố gắng đi chậm chậm ha. Do con chợ nó dài lắm anh chị, giờ mình xuống mình gửi xe thì đi không có nổi. Cho nên là thôi ngồi trên xe cho anh chị ngắm sơ sơ qua cũng được nha. Ok nè, chợ Phạm Văn Bạch anh chị ha. Hai bên đường người ta tận dụng những cái gian hàng, những mặt bằng hai bên đường để mở chợ anh chị. Ở đây thì có đầy đủ Bách Hóa Xanh, Sacha Food, trước mặt chúng ta là con đường Nguyễn Tư Giản anh chị, ngõ tư Nguyễn Tư Giản. Nếu mình đặt mình ở vị trí là một người đi chợ anh chị thì em là thích đi chợ này hơn, bởi vì đi chợ này á, chúng ta chạy xe vô ta mua đi luôn, khỏi tốn công gửi xe, khỏi tốn công mà phải đi vào trong chợ anh chị ha. Nói chung những cái chợ này cũng như gọi là chợ tạm anh chị ha, những chợ tạm này là tiền anh chị, tới quăng cái xe đó rồi vô mua rồi ra thôi, nhanh gọn lẹ. Và với việc mua sắm và nấu ăn đơn giản thì gần như cái chợ này đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả mọi người anh chị, cần cái gì cũng có, không thiếu cái gì cả anh chị ơi. Ok, tới cái đoạn này thì chợ nó bắt đầu là thưa dần rồi nè. À, con chợ này, chợ Phạm Văn Bạch này nằm trên phường 15 quận Tân Bình nha anh chị, là cái phường xa nhất, là cái phường cuối cùng của quận Tân Bình anh chị. Quận Tân Bình thì trải dài từ đường Hòa Hưng anh chị ơi, hay là công viên Lê Thị Riêng chứ, công viên Lê Thị Riêng chạy dài xuống đây, coi như là quận Tân Bình khá là rộng anh chị ha. Mùa này thì ổi, cam, xoài quá rẻ luôn anh chị. Đường Trần Thị Trọng anh chị, đây là ngõ tư của con đường Trần Thị Trọng. Do thời hạn video thì khoảng 30 phút anh chị, cho nên em cố gắng sẽ ưu tiên những con đường nào mà đi ngang qua chợ, bởi vì em chắc chắn rằng chợ thì ai cũng phải đi thôi, kể cả đàn ông, thanh niên,
thì họ ít nhất một hai lần đi chợ. Chính vì vậy những con đường đi chợ là con đường quen thuộc nhất của tất cả mọi người, cho nên em sẽ chọn con đường ở chợ để quay trước. Và thời lượng của video còn lại thì sẽ quay những con đường khác sau anh chị. Thì tiếp theo chợ là chính là chúng ta sẽ tới cái khu bán đồ nội thất anh chị, bàn ghế tủ phục vụ cho nhu cầu văn phòng nhà ở đầy đủ anh chị. Ok, tới khu này là chúng ta tới khu nội thất rồi nè anh chị. Nè, họ thất họ đóng nè. Đóng mà quán cà phê nè, cho quán cà phê nè anh chị ha. Ok, cái khu này thì khu này chuyên bán nội thất chị nè, bán đồ nội thất cũ, nội thất mới có luôn. Bàn ghế tủ rồi các loại kệ inox nữa anh chị. Rồi tủ quán cà phê nè, tủ quán trà sữa nè. Đây bán vật liệu xây dựng nè, tôn thép. Ok, cái hướng mà em sắp đi tới đây chính là em sẽ đi về đường Nguyễn Sĩ Sách nha anh chị. Cái hướng trước mặt của em đó chính là hướng đường Trường Chinh của quận 12 anh chị. Đường Trường Chinh, phường 15 Tân Bình, chạy dài tới quận 12 luôn. Ok, cái đoạn đường này tới đây là bắt đầu nhỏ dần rồi nè anh chị. Không biết anh chị nào còn nhớ không? Chắc là họ chưa giải phóng mặt bằng thôi anh chị ha. Chứ con đường này thì không, à đúng rồi, con đường này chắc là họ chưa giải phóng mặt bằng cái đoạn này thôi. Cái đoạn này mặt bằng thấy còn ngổ ngang nè anh chị. Thì phường 15 Tân Bình thì anh chị biết những cái địa điểm nào nổi tiếng thì anh chị sẽ comment dưới video giúp em nha. Em đi hoài nhưng mà phần lớn thì em đi làm, em đi giao hàng thì em mở Google Maps lên em đi thôi, chứ còn đường xá nếu mà chủ động đi thì em không rành đường lắm. Chị mở Google Maps lên đi, tới địa chỉ đó giao xong chạy về. Ôi, cái đoạn đường ra đây nó còn nhỏ hơn nữa nè anh chị. Ra đây nó nhỏ xíu và ra kia nó cũng nhỏ như vậy luôn. Ở đây bán bàn ghế cũ rất là nhiều anh chị ha. Nếu mà ai mà này là họ chuyên thanh lý quán cà phê, quán ăn, quán trà sữa, và sau khi thanh lý xong thì họ mang vào đây họ bán, họ bán lại cho những người có nhu cầu mua để mở quán cà phê, quán trà sữa, hoặc họ đóng mới cũng có luôn. Đây đường Trần Thánh Tông anh chị ơi. Thôi gần cuối đường Phạm Văn Bạch rồi á, thì em sẽ cua vô con đường Trần Thánh Tông.
để mình cùng đi vào một số ngôi chợ tiếp theo anh chị ha. Thì em nhớ mang máng trên khu này có mấy cái chợ thôi, còn chính xác con đường nào thì em cũng không có rõ. Thôi mình vừa đi vừa hỏi nha anh chị. Ở đây là trên đường Trần Thái Tông, thuộc phường 15 quận Tân Bình luôn anh chị. Trên con đường này thì bây giờ có mấy quán cà phê, quán ăn rất là mát mẻ anh chị. Thì ban ngày họ mở quán cà phê, quán ăn, còn đêm thì họ tận dụng quán này, họ mở quán nhậu anh chị. Nhìn chung quán cà phê thì chỉ cần có cây xanh bóng mát là em thấy ở đâu cũng đông khách cả anh chị. Chỉ cần có cây xanh thôi, ở đâu cũng đông khách cả. Bản thân em nếu mà em đi uống cà phê em sẽ lựa chọn những cái quán mà có cây xanh mát mẻ để ngồi anh chị. Hình như đi vô con đường này sẽ có một cái chợ nè, em sẽ đi vô con đường này nha. Con đường này có tên là đường Nguyễn Sĩ Sách anh chị. Đây có một cái chợ, chúng em biết mà em không nhớ tên chợ thôi anh chị. Đây đường Nguyễn Sĩ Sách đây. Nhìn chung cái khu này đường xá quy hoạch rõ ràng rồi anh chị, rộng rãi, rất là sung sướng khi sống trên cái quận như thế này anh chị ha. Đặc biệt ở đây không có công ty, rồi không có công ty, không có ô nhiễm gì hết anh chị, nên sống khu này rất là sung sướng anh chị. Chợ đầy đủ, chợ tăng trụ anh chị ơi, chợ tăng trụ nè. Chợ tăng trụ. Chà, chắc camera em đặt cao quá cao luôn á, chắc đi vô khu này chắc không được rồi. Em đi rồi coi. Rồi em đi vô thử nha anh chị, chứ camera em đặt trên đầu em á, nó cao lắm. Nó cao quá thì đi đụng cái dù. Đụng cái dù thì nó làm ngã dù hoặc là hư màn hình camera anh chị. Ok, em đang đi vào bên hông chợ nha anh chị. Bên hông chợ. Đi ra lại anh chị ơi. Trong này dù thấp quá anh chị, dù thấp quá đi đụng đầu mất tiêu rồi. Ngoài ra còn một cái ngôi chợ mà nằm trên con đường Phan Huy Ích anh chị. Đó là chợ tên gì thì em là không có nhớ tên. Nó nằm đầu đường Phan Huy Ích chứ là Trường Chinh anh chị. Nguyễn Sĩ Sách nè anh chị ơi. Ok, trái cây này vụ này là vào vụ anh chị, vào vụ rồi. Ở đây quá trời trái cây luôn anh chị nè. Mấy cái xe mà xe kéo anh chị. Ở đây có một cái công viên nho nhỏ để em chạy vô một vòng nha anh chị. Ok, có công viên nhỏ này để em chạy vô một vòng coi.
Ê, trời ơi sướng quá, ở đây có hai hàng cây xanh, có công viên nữa chứ. Chúng ta ở đây có con nhỏ chiều chiều cho nó đi chơi ở đây ha. Nhưng mà cũng hơi sợ chút xíu là mùa mưa thì mấy cây cây này nó ngã thôi. Thế còn lại thì cũng an tâm. Tiện ít cây xanh bóng mát thì quá sướng rồi. Cũng nhờ cây xanh này mà hai bên họ mở quán cà phê rất là nhiều anh chị. Tới 4-50 quán cà phê luôn. Ô, quán cà phê quá trời quán cà phê luôn anh chị. Rồi tiếp theo em đi coi Nguyễn Sĩ Sách nè. Còn nó ra đường nào nha anh chị, có khi nào nó chạy ra là cái chợ Phạm Văn Bạch kia nãy không biết. Ủa tới đây là hết đường rồi nè. Tới đây hết đường luôn anh chị, trong đây có một cái chung cư nè anh chị, để em đi vô coi. Không biết ra đây ra con đường nào đây. Không có khi nào ra là Phạm Văn Bạch không? À ra Phạm Văn Bạch anh chị ơi, Phạm Văn Bạch nè. Ok, em sẽ đi vô con đường này, sẽ ra Phan Huy Ích nha anh chị. Rồi, đi theo con đường này em sẽ đi ra Phan Huy Ích coi. Ở đây có một cái con đường quẹo tay phải. Thì em đoán rằng nó sẽ đi ra một con đường khác hoặc ra Phan Huy Ích anh chị. Đây là đường chị đây, đây là cái hẻm rồi chị ơi, đây là hẻm Nguyễn Sĩ Sách rồi. Chúng ta cùng đi theo hướng này coi nó đi vào đâu đây. Đây là con đường gì đây? Đây là con đường Nguyễn Phúc Chu anh chị. Hẻm Nguyễn Phúc Chu. Ôi ở đây có mấy quán cà phê mát quá anh chị à. Rồi Nguyễn Phúc Chu nè anh chị. Nguyễn Phúc Chu. Bây giờ em sẽ chạy ra cuối đường Nguyễn Phúc Chu, đầu đường chứ. Rồi xong em đi về con đường Phan Huy Ích nha anh chị. Thì Phúc Chu là con đường tuyệt vời anh chị. Con đường rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Ok. Để coi cuối đường Phúc Chu là con đường nào đây. Nguyễn Phúc Chu nha anh chị ơi. Đi đâu ra đây? Trời.
Ok. Cái con đường này cong cong lường lường anh chị. Công nhận nó không? À, ra đường Trường Chinh này nè anh chị. Ở đây có một cái trường học Tân Trụ nè anh chị. Đây trường tiểu học Tân Trụ nè anh chị ơi. À, nếu đi con đường này thì mình sẽ ra được cái chợ trường tiểu học Tân Trụ nha anh chị. Ok, đi theo con đường này thì chúng ta sẽ ra được đường Phan, à ra đường Trường Chinh nha anh chị. Rồi, con đường Trường Chinh trước mặt chúng ta rồi nè anh chị ơi. Ok, đây là con đường nội bộ song song với con đường Trường Chinh nè anh chị. Ở đây về đêm thì họ bán quán ăn rất là đông, quán ăn quán nhậu rồi anh chị, rất là đông luôn anh chị. Ok, trước mặt chúng ta đã là con đường Phan Huy Ích rồi anh chị. Phan Huy Ích một bên là phường 15 Tân Bình, một bên là quận Gò Vấp anh chị ơi. Đây con đường Phan Huy Ích sầm uất anh chị. Phan Huy Ích là con đường khi mà trời mưa về thì bỗng biến thành sông anh chị. Là con đường mưa về biến thành sông. Em cũng không hiểu tại sao nữa. Nó là sát bờ kênh rồi anh chị. Phía sau đây là có bờ kênh rồi. Em nghĩ nếu mà có bờ kênh thì mưa sẽ thoát nước tốt mà cuối cùng không. Mưa nước nó cũng tràn lan luôn anh chị. Đây là con đường Tân Trụ. Em thấy ở đây có một vài cô chú bán đồ nem ghé cho coi coi. Không anh chị, ở đây thì bán xíu xíu rồi chứ không phải là cái chợ tạm anh chị. Ok, chúng ta cùng ra lại nha anh chị. Nói chung là thuê mặt bằng trên con đường này thì đông thật anh chị. Khách cứ thì đông thiệt, nhưng mà nghiệt cái là không có chỗ gửi xe anh chị. Không có chỗ gửi xe luôn. Quán ăn nào đông khách ở đây cũng đều để xe tràn ra ngoài đường cả anh chị. Xe để tràn ra ngoài đường luôn. Em thì chưa biết khi nào thì sẽ hết pin nha anh chị. Nếu hết pin thì đoạn video sẽ tắt ngay giữa chừng anh chị nha. Một cục pin của em thì có thể quay được khoảng 30 phút anh chị, nhưng mà với nhiệt độ trời nắng thì nó có thể còn 25 phút, và trời mát hơn thì nó có thể có được đến 35 phút anh chị. Ở đây có mấy căn biệt thự đá thì các anh chị ơi.
Chứ con đường Phan Ước thì còn một số công ty, phần lớn là công ty may thôi anh chị. Nói chung những công ty mà nó không gây ô nhiễm. May thì họ sử dụng nguồn nước cũng không có nhiều lắm ha. Những công ty in ấn thì họ sử dụng hóa chất, chứ còn công ty may thì họ may là xong rồi, cắt và may thôi, cho nên là họ còn được tồn tại ở đây. Chứ những công ty mà sử dụng nguồn nước hoặc là những công ty sản xuất anh chị, nó bốc mùi thì phải đưa vào một cái khu công nghiệp để họ xử lý cái nguồn nước đó sau khi thải ra. Đặc biệt trên con đường này có một cái trung tâm thương mại đang xây dựng nha anh chị. Chút thì em sẽ ghé vào trung tâm thương mại đó luôn. Đây là một con đường nhỏ, rất là nhỏ luôn anh chị. Con đường này thì kẹt xe hoài thôi, kẹt xe thường xuyên luôn anh chị. Nhất là kẹt xe cái tầm chiều về. Đặc biệt là đất ở những cái nhà mặt tiền rất là dài luôn nha anh chị. Những cái nhà mặt tiền này họ có đất khá là dài anh chị. Đây là con đường Bùi Quang Là. Bùi Quang Là và Phan Ước anh chị. Thì Phan Ước tính ra nó cũng dài chứ anh chị. Nãy giờ mình đi lâu rồi á mà anh thấy chưa hết con đường này á. Nó chưa tới được trung tâm thương mại mà đang xây nữa mà. Ok, ngay đây là một cái chùa rồi anh chị nè. Đây, nãy em có giới thiệu với chị là trung tâm thương mại đang xây dựng đó anh chị. Rồi đây này, em sẽ ôm cua vào nó để xem coi nó xây dựng tới đâu rồi nha anh chị. Đây, trung tâm thương mại dịch vụ siêu thị.
mình sẽ đi một vòng xung quanh nha anh chị ơi, trung tâm thương mại siêu thị. Đây nè anh chị, phần lớn thì họ lắp ghép bằng sắt anh chị ha, xong thì họ chỉ lắp kính vào. Ở đây có chùa Linh Sơn Hải Hội anh chị nè, chùa Linh Sơn Hải Hội. Đây anh chị, họ xây dựng bằng sắt ha, họ ghép lại nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi về hướng con đường Quang Trung nha anh chị. Ở trong con đường Phan Yết này cũng có rất nhiều con đường nhỏ, bên trong thì cũng có rất nhiều cái đẹp, cái hay, như là mấy cái chung cư cũ nè. Nhưng mà bây giờ do thời lượng video có hạn thôi cho em không thể đi hết được. Và nếu anh chị nào muốn quay lại ở đâu, quay lại chỗ nào thì chị cứ comment dưới video, em sẽ đi quay lại cho anh chị xem sau nha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho anh chị và gia đình của mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn được hạnh phúc nha anh chị. Video của em tới đây cũng đã kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều.